đi trên quãng đường Võ Thị Sáu, hay còn gọi là đường Năm Mới, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2022. Video trên những quãng đường của Biên Hòa thì mình lại cứ có cái thói quen chạy nhanh như vậy. Và chính mình khi mà xem video thì mình cũng thấy là wow, sao mà chạy nhanh quá. Thế là có thể là mọi người sẽ không được nhìn thấy rất là nhiều những hàng quán, phố xá trên quãng đường mình chạy đâu mọi người ơi. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình chạy chậm khoảng 20 cây chuối trên giờ. Mình đang đi đến cái ngã tư Võ Thị Sáu, Hòa Hà, Quy Giáp. Ngày xưa đây gọi là khu vực nhà lầu 5 tầng. Phía bên phải của mình đó là cái chung cư, cái building đang xây dựng mà chủ là điện máy Chợ Lớn đó mọi người. YouTuber nói là cung đường này là cung đường ăn sáng, mà thật sự là vậy mọi người. Mình đang đi qua cái Golden Lotus ở phía bên tay phải của mình á. Buổi sáng á, thì ở trong này có bán thức ăn sáng ha. Mình cũng có ăn bún bò hai lần ở đây, với lại chị Nga là người mà mình đi học lái xe rồi mình quen biết á, thì thức ăn cũng khá ngon á mọi người. Ở đây là do nó có cái ngân hàng với lại cái bảo hiểm xã hội phía bên tay trái á, cho nên nó có rất là nhiều xe hơi ha, xe khách. Cho nên cung đường này á, mọi người thấy rất là đông đúc. Đường 30 tháng 4 mọi người ơi, nhưng mà ở đây là tụi mình chỉ gọi là Biên Hùng và dốc Ngô Quyền, tự gì có cái trường Ngô Quyền trên đầu dốc, đúng không nè. Phía bên tay trái của mình là công viên Biên Hùng á, thì hai tuần nay thì toàn bộ những cái nhà ở trong công viên Biên Hùng và kể cả cái hàng rào đã được phá dỡ, thì mình cũng rất là mong chờ những cái công trình mới sắp sửa được tạo nên. Bồn nước của mọi người, do mọi người thấy có cái bồn nước phía bên tay trái của mình nè. Mấy hôm trước thì mình đọc ở trên một cái group Facebook người Biên Hòa, thì người ta có hỏi nhau về cái năm hoàn thành, cái năm xây dựng của cái bồn nước này. Thì mình nhớ không lầm nó được xây dựng vào những năm 1967 hay sao á, là do người Mỹ người ta xây dựng ha. Mà thật sự
cái gì mà do người Mỹ xây dựng thì nó sẽ bền vững theo thời gian rất là nhiều. Tính ra là cái bồn nước này nó có cái tuổi đời ngang ngửa với tuổi đời của ông xã mình luôn các mọi người ơi. Bây giờ thì mình đi thẳng đó mọi người, tụi mình sẽ đi đường Phúc Hải, sẽ lên tới Tân Phong, đến công viên B5, sẽ lên tới Hố Nai và sau đó thì mình sẽ quành về ha. Là mình thấy có nhiều ca sĩ lắm nha. Hồi nãy mình thấy có Lâm Chấn Khang nữa nè. Ở đây gọi là đường Phúc Hải đó mọi người. Và đường này có tên đường là đường Nguyễn Ái Quốc. Mình đang sắp sửa chạy qua cái trung tâm thể dục thể thao thành phố Biên Hòa ở phía bên tay trái của mình ha. Thì cũng vẫn còn đi học và do mình đi ra ngoài đường quay phim á, thì lúc này cũng đã hơi trễ rồi, bây giờ chắc mình nghĩ cũng đã 9 giờ hoặc là 9 giờ 5 phút rồi đó, cho nên đường phố nó không có, nó hơi thoáng một tí, chứ cái quãng đường này á, nếu như mà tụi mình đi vào cái tầm mà 4 giờ rưỡi 5 đến 5 giờ rưỡi á, trời ơi phải nói là đông cực kỳ luôn á mọi người ơi. Ngoài đường á, cứ nghe mấy cái quán cà phê mở nhạc xuân á, thật sự là trong lòng mình cảm thấy rất là rộn ràng á mọi người. Thì ở bên nước ngoài á, người ta rất là trọng cái ngày Giáng sinh ha. Còn ở Việt Nam của mình á, là ngày Tết là một cái ngày mà không có thể nào mà so sánh được với những cái dịp khác trong một năm, đúng không các bạn? Ở bên tay trái của mình là cung đường mới mở ha, tên là Lưu Văn Viết. Cái đường này là nối qua bên phía bên kia của đường Phạm Văn Thuận. Thì mình nghe nói là cung đường này mở ra để giảm tải cái việc mà tắc xe vào giờ cao điểm đó mọi người. Mình đang đi trên tuyến đường ở Phúc Hải nha mọi người. Qua khỏi công viên B5 này á, là tới Tân Phong ha. Vẫn là còn thuộc đường Nguyễn Ái Quốc. Công an kia đang bắt mấy cái người bán hàng rong nè, chắc là người
người ta bày bán ở ngoài đường mà không xin phép của mọi người. Đây là công viên B5 nha. Cũng đã có một lần là mình với ông xã mình vô công viên này quay phim ha. Thì công viên này mỗi buổi sáng và chiều có rất là nhiều người đến đây để tập thể dục rất là vui. Vài hôm nữa là giao thừa là cũng sẽ có cái hoạt động thao trên đao mọi người, và mình nghĩ là sẽ có đốt pháo hoa nữa. Ban đầu thì mình cũng dự định là đến đây định dự cái thao trên đao, nhưng mà mình nghĩ là thôi ở nhà mình đó mình cũng có thể nhìn thấy đốt pháo hoa và thao trên đao ha. Đi tới cái bệnh viện tâm thần trung ương thành phố Biên Hòa. Mấy hôm trước á mình có một người bạn và mình nghe ảnh nói một cái từ về cái chỗ này á, nghe cũng dễ thương và vui ha, đó là công viên vui vẻ. Chứ dùng cái từ bệnh viện tâm thần á thì nghe nó nặng nề quá mọi người ơi. Mình vừa qua khỏi trường Bùi Thị Xuân ha, đây là một cái trường dân lập và đã hoạt động mình nghĩ hả nay chắc cũng 20 năm có rồi đó mọi người.
tiết rất là mát mẻ mọi người ơi. Mình vẫn còn đang chạy ở trong khu vực phía trước của hố này. Qua khỏi cái đoạn này á, tới cái cầu á, là mình đã chạy qua khu vực của hố Nai rồi, là nơi mà mọi người sẽ nhìn thấy rất là nhiều nhà thờ. Luôn trên đầu của anh luôn có ghê chứ. Thank you.